chuyện đồng năm chín đây có đồng hay chưa? Có ba cái thì có thể. Phở để tối ăn, ăn nữa, miếng này lên 2 đô hết rồi. Bánh ngọt hết rồi bà Sơi. Ok, em nặng quá. Đúng rồi, em yếu tay. Giá. Hả? Giá là cái gì? Mua cái gì? Cái tiền cái này mì kia thôi. Cái gì khoai chín tím đó. Ngọt ngọt anh bắt không? Ừ.